Y đạo quan đồ. Chương 181, phục vụ đặc biệt. Cơ thịt trên mặt đại cương co giật một cái, thầm nghĩ mày con mẹ nó khệnh quá rồi đó, nhưng lúc này Trương Dương đã bắt đầu hành động, còn không đợi gã nhìn ra là chuyện gì thì hai tên thủ hạ lao về phía Trương Dương đã bị đánh ngã xuống đất. Hà Hâm nhan hét lên lanh lảnh, một. Lại có hai người bị Trương Dương đánh ngã, Thường Hải Tâm cười duyên rồi cũng hô theo, hai. Đại cương biến sắc rồi, gã bắt đầu ý thức được chuyện tối nay không phải là dễ chơi như vậy. Khi hai cô gái đồng thời hét lên, năm, đại cương phát hiện người chắn ở trước mặt mình toàn bộ đều tránh sang một bên. Hảo hán không chịu cái thiệt trước mắt, người có mắt đều nhìn ra sự lợi hại của Trương Dương, ai còn dám xông lên tự chuốc lấy xui xẻo chứ. 6. Đại cương vùng ống tuyết xông lên, hắn cũng là một hán tử mà, nhưng hắn phát hiện động tác của mình quá chậm, vào lúc vừa vùng ống tuyết ra, người ta đã điểm trúng sườn trái của mình rồi, hắn đau đến nỗi gào lên một tiếng, a à, Miệng vừa há ra, lưỡi dao lạnh lùng đã chuẩn xác thò vào trong miệng hắn, Trương Dương vẫn rất có chừng mực, không hạ thủ quá độc ác, nếu không một dao này đã xuyên thủng cổ họng của hắn rồi. Audio điện tử võ tấn bền Chàng diện kinh tâm động phách bởi vì tiếng cười đùa của Hà Hâm Nhan mà bớt đi mấy phần khẩn trương. Trương Dương chỉ trong thời gian một cái nhấc tay đã đánh ngã sáu đại hán, khi đếm tới số sáu thì chế trụ được đại cương, rất có khí khái trong vạn quân lấy đầu tướng địch dễ như lấy đồ trong túi. Trương Dương Kinh thường nói, hai anh em chúng mày đúng là hai cái giá áo túi cơm, có điều mày mạnh hơn hắn một chút, chưa đến nỗi sợ đái cả gia quần. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng còi cảnh sát, nhân mã của đại đội hình cảnh cục công an khu Minh Dương tới rồi, dẫn đội là đại đội trưởng Lý Đức Trung, y nhìn thấy tình cảnh ở hiện trường thì không khỏi ngây người, gầm lên, bỏ dao xuống. Hai hình cảnh đã dơ súng lục lên, Trương Dương cười nói, đừng khẩn trương, cẩn thận cướp cò. Hắn thuận tay rút con dao gọt hoa quả ra ném xuống rất. Hai hình cảnh nhanh chóng vây lấy hắn, muốn chế trụ hắn, Thường Hải Lâm tức giận nói, các người không phân biệt được ai tốt ai xấu à. Tôi là người của chính phủ, những năm này chẳng có ai là kẻ ngốc cả, Lý Đức Trung nghe giọng nghe tiếng, cũng cảm thấy chuyện này không đơn giản. Người bình thường biết bối cảnh của cổn thạch thì chắc chắn không dám sinh sự ở đây rồi, mấy người trẻ tuổi này không phải là cũng có bối cảnh gì chứ. Đại cương tiến lại gần y, nói, đại đội trưởng Lý, bọn họ vừa rồi đánh em tôi, thằng ôn đó còn trêu chọc bạn gái của em tôi, cho nên tôi mới tới giúp. Gã rõ ràng là ngậm máu phun người. Lý Đức Trung nhìn Trương Dương, tình huống thế nào? Trương Dương đương nhiên biết rõ hôm nay có chuyện gì, Hà Hâm Nhan nhìn thấy cô bé váy đen bị người ta bắt đi, cho rằng bọn họ muốn gấy bất lợi cho cô ấy, cho nên mới lao tới xem, Ai ngờ lại biến thành cục diện này, Hà Hâm Nhan nói, bọn họ không phải là người tốt, vừa rồi tôi thấy mấy người bọn họ kéo cô ấy vào trong phòng, tôi cho rằng là xảy ra chuyện, cho nên chúng tôi mới cùng nhau qua xem. Lý Đức Trung nói, các cô không thể báo cảnh à? Các cô không phải là bảo an, chưa rõ tình huống mà đánh loạn người, không biết đánh người là phạm pháp ư? Thường Hải Thiên nghe không nói nữa, nói tôi nói nè đồng chí cảnh sát, anh thấy chúng tôi đánh người lúc nào vậy? bọn họ nhiều người như vậy lại cầm gậy sắt ống tuyếp chúng tôi đều tay không ai vây công ai thì chắc anh phân biệt được rõ chứ hả lý đức trung lạnh lùng cười nói anh dạy tôi đó hả thường hải tâm nói anh còn chưa điều tra bằng chứng thì dựa vào gì mà nói chúng tôi đánh người lý đức trung gật đầu quay sang cô gái váy đen đứng cạnh nhị cương chuyện là thế nào cô là người đương sự cô nói đi cô gái váy đen cắn chặt môi đưa tay ra chỉ vào trương dương Nói, hắn vừa rồi lúc Khiêu Vũ đã động tay động chân với tôi, tôi né tránh thì hắn lại theo tôi muốn phi lễ, bạn trai tôi không nhịn nổi cho nên mới tới giúp tôi, kết cả bị bọn họ đánh. Hà Hâm Nhan nghe thấy cô ta nói vậy, tức đến mỗi mày liễu dựng đứng cả lên, cô nói gì vậy hả? Sao lại đổi trắng thay đen như vậy, cô có lương tâm không? Lý Đức Trung lạnh lùng nói, chuyện không phải đã rất rõ ràng rồi sao, muốn phản bác à? Tôi cho các người cơ hội, theo tôi về đồn xử lý. Thường Hải Tâm rõ ràng là có chút tức giận, cô ta bước lên trước một bước, nói tôi nói này, anh bảo vệ bọn họ như vậy có phải bởi vì cha của họ là tiền hoài lượng không? Cô ta dưới cơn tức giận đã gọi thẳng tên của bí thư ủy ban chính pháp khu Minh Dương ra. Vẻ mặt của Lý Đức Trung có chút lúng túng, trong lòng vừa xấu hổ lại vừa tức giận, mấy thanh niên này quá cản rỡ rồi, y tức giận nói tôi chấp pháp công bằng, một cô gái như cô tốt nhất nói năng nên chú ý một chút, cẩn thân tôi tố cố gây trở ngại công vụ đó. Thường Hải Tâm nói, anh đừng có uy hiếp tôi, tôi cũng là nhân viên công tác của chính phủ, anh có phải là chấp pháp công bằng hay không thì còn khó nói lắm. Lý Đức Trung thấy Thường Hải Tâm cường thế như vậy, trong lòng không khỏi càng nghi hoặc cô làm ở bộ môn nào. Tôi là thư ký của Phó Thị trưởng Tần. Thường Hải Tâm không trực tiếp nói ra tên của cha mình. Lý Đức Trung cũng nghe nói một vị phó thị trưởng mới tới mang họ Tần, nghe thấy cô gái này là thư ký của cô ta, cũng hơi ngây người, có điều hắn cũng biết chuyện của thượng tầng đều rất khó nói, đúng vào lúc đang do dự nên giải quyết chuyện này như thế nào thì bí thư ủy ban chính pháp khu Minh Dương Tiền Hoài Lượng gọi điện thoại tới, y cũng nghe nói con trai mình xảy ra chút phiền phức, Tiền Hoài Lượng đối với đứa con này một mực đều rất đau đầu không thôi, có điều y có tiếng bao che cho con, có thể nói hai đứa con này hiện giờ ngông cuồng như vậy cũng có quan hệ trực tiếp tới. Y dài, Lý Đức Trung đi sang một bên báo cáo giản lược lại tình huống. Tiền Hoàng Lượng nghe thấy trong số người của đối phương có thư ký của Phó Thị trưởng Tần, không khỏi ngây người, y có chút khẩn trương hỏi cô ta họ gì. Lý Đức Trung ngây ra một chút, rồi mới nói, hình như họ thường. Tiền Hoài Lượng khác với Lý Đức Trung, y rất quan tâm tới tình hình phát sinh ở Thị Lý, tất nhiên biết chuyện con gái của Thị trưởng Thường Tung làm thư ký cho Phó Thị trưởng Tần Thanh, Tiền Hoài Lượng lập tức trở nên khẩn trương, y hạ thấp giọng nói, hỏng rồi, cô ta có phải tên là Thường Hải Tâm cha của cô ta là thị trưởng thường không? Lý Đức Trung hai chân nhún ra, suýt nữa thì quỷ xuống, thường tụng tới Lam Sơn nổi danh là cường thế, cho dù là bí thư thị ủy mấy nhiệm cũng phải bảo trì sự tôn trọng thích đáng đối với y. Dẫu sao thì y cũng là cán bộ thổ sinh thổ trưởng ở Lam Sơn, thế lực đã len tới mỗi một ngóc ngách của cơ sở Lam Sơn, một đại đội trưởng đội hình cảnh của một phân cục như mình, trêu vào con gái của thường tụng, trừ phi là không muốn làm nữa. Tiền hoài lượng nói, anh bảo người rút đi rồi xin lỗi người ta, tôi gọi điện cho hai thằng ôn thối tha đó. Lý Đức Trung trong lòng bực bội không thôi, con mẹ nó, con trai ông không ra gì, ông tự mình xử lý đi, lôi bừa tôi vào làm cái quái gì. Quay về hiện trường, nhìn thấy đại cương chạy sang một bên nghe điện thoại, không ngừng gật đầu, rõ ràng là bị ông già mắng cho một trận. Nhìn thấy Lý Đức Trung đột nhiên biến thành vẻ mặt hòa ái, bọn Trương Dương đều hiểu ra, rõ ràng cú điện thoại vừa rồi đã nói cho y biết bối cảnh của anh em họ thường. Lý Đức Trung cười nói, ngại quá, là hiểu lầm thôi. Trương Dương lúc này đã lui ra sau, lúc đánh nhau hắn sung phong lên trước, đó là để bảo vệ người bên cạnh không bị thương hại, nhưng chân chính tới lúc quan phương giải quyết thì không còn chuyện của hắn nữa rồi, hắn tuy cán bộ quốc gia. Nhưng Lam Sơn không phải là phạm vi thế lực của hắn, huống chi bên cạnh còn ba người con của thị trường thường, căn bản không cần mình phải ra mặt biểu hiện của thường hải tâm lúc này lại nắm ngoài ý liệu của tất cả mọi người, cô ta lạnh lùng lắc đầu, nói tôi không cho rằng đây là hiểu lầm, vừa rồi cô gái đó nói trương dương phi lễ với cô ta, hiện tại anh nói là hiểu lầm, vậy chứng tỏ cô ta là vô cáo, chúng tôi muốn truy cứu trách nhiệm pháp luật của cô ta. Còn nữa, hơn 30 người này cầm gậy sắt ống tuyếp ở nơi công cộng vây đánh chúng tôi, đã cấu thành tội nhiễu loạn trị an xã hội rồi còn cả tội làm nguy hại đến sự an toàn của người khác nữa, anh chắc là hiểu pháp luật hơn tôi chứ hả? Lý Đức Trung không ngờ thiên kim của thị trường thường lại khó chơi như vậy, Trương Dương và Hà Hâm Nhan thì đều thầm hô thống khoái, anh em thường hải thiên tuy tức giận nhưng không có biểu hiện cường thế như cô em của họ, bọn họ đều biết tính tình trong cứng ngoài mềm của em gái, hơn nữa tính tình rất quật cường, giống hệt như cha, chỉ cần là chuyện mà cô ta đã nhận định thì người khác rất khó thay đổi được. Lý Đức Trung cười bồi, nói chuyện này thực sự là hiểu lầm thôi mà, tôi thấy hay là dừng ở đây đi trong lòng y rất ủy khuất, nếu không phải cha của Thường Hải Tâm là thị trưởng thường tục, y nói chuyện sao phải khép nép như vậy chứ? Thường Hải Tâm lạnh lùng nói, chuyện hôm nay anh cứ xem mà xử lý, nếu không thể khiến mọi người hài lòng, ngày mai tôi sẽ báo chuyện này lên cấp thị cục. Trương Dương thầm khen đúng là hổ phụ vô khuyển nữ, không ngờ Thường Hải Tâm nhìn thì ôn nhu mà uy phát uy lại uy phong bát diện như vậy. Chương 182, tâm sự của An lão. Trương Dương tự kéo một cái ghế tới ngồi xuống cạnh An Ngữ Thần, An Ngữ Thần rút ống thở ra, ngồi thẳng lưng lên. Trương Dương nhìn tờ giấy ghi chép ở bên cạnh giường cô ta, hỏi khẽ sao? Vẫn còn sốt à? An Ngữ Thần thở dài một hơi, lần này bệnh rất kỳ quái, đột nhiên bị sốt, một tháng rồi, nhiệt độ cơ thể thủy chung trên 38,5 độ C, hai lần nôn ra máu, nhưng kết quả xét nghiệm máu chứng minh máu tôi không có bất kỳ điều gì dị thường, trước mắt bọn họ đang tiến hành trị liệu đối chứng cho tôi. Trương Dương đưa tay ra, An Ngữ Thần ngoan ngoãn thỏ cái cổ tay trắng nỗn ra. Trương Dương thử mạch của cô ta, một lúc sau mới nói, về nhà đi, nơi này không thích hợp trị liệu cho cô dâu. An Ngữ Thần gật đầu, cô ta sớm đã ở bệnh viện đến phát chán rồi, nếu như không phải là sợ về nhà sẽ khiến ông nội lo lắng, cô ta căn bản sẽ không ở bệnh viện nữa. Bệnh viện tử tế vốn có cổ phận của An ra bọn họ, cho nên vô cùng tôn trọng lựa chọn của An Ngữ Thần bệnh viện vốn muốn phái nhân viên chăm sóc đặc biệt tới chăm non nhưng an ngữ thần tỏ ý không cần phiền phức như vậy cô ta có chút tin trương dương đến mù quáng bởi vì bất kỳ bác sĩ nào cũng không bằng thủ đoạn của trương dương phật tổ trầm cương cũng một mực đợi ở bãi đỗ xe y không ngờ an ngữ thần lại có thể đi ra cùng trương dương bèn khập khiếng đi tới trước mặt an ngữ thần nói tiểu yêu sao lại xuất viện bệnh của cháu còn chưa khỏi mà an ngữ thần nói bệnh của cháu bọn họ không trị khỏi được nếu như tiếp tục ở đây cháu sẽ buồn chán mà chết mất. Trầm cường trôm nom an ngữ thần từ bé tới lớn, hiểu rất rõ tính tình của cô ta, liền mỉm cười lắc đầu, nói, được. Được, ta đưa hai đứa về nhà. An ngữ thần nói, cháu đói rồi, hiện giờ vẫn chưa muốn về nhà, trầm ra, ông đưa cháu tới lẩu bò phúc phượng ăn đi. Trầm cường cười ha ha, nói ta cũng lâu rồi chưa đến đó ăn, cháu nói vậy khiến con sâu tham ăn trong bụng ta bắt đầu ngọ nguậy rồi, tiểu yêu, chúng ta đi ăn nào. Trương Dương và An Ngữ Thần ngồi cạnh nhau, vô tình chạm phải bàn tay nhỏ nhắn của cô ta, chỉ cảm thấy chỗ tiếp xúc lạnh dị thường. An Ngữ Thần vẫn đang sốt cao, Trương Dương thầm vận nội lực, đem một cỗ nội lực men theo lòng bàn tay của cô ta truyền vào trong cơ thể. An Ngữ Thần chỉ cảm thấy một cỗ khí lưu ấm áp men theo cánh tay của mình từ từ tiến vào trong kinh mạch, hơi lạnh trong cơ thể theo theo sự vận hành của dòng khí ấm này bị xua tan sạch sẽ, cả người giống như ngập tràn gió xuân, loại cảm giác này khiến An Ngữ Thần vô cùng sảng khoái. Sáng khoái đến mức cô ta như muốn thiếp đi, hai mắt mơ màng. Cảm thấy xe dừng lại thì Trương Dương lúc này cũng buông tay cô ta ra. Tài xế của Trầm Cường xòe ô, mở cửa xe từ phía An Ngữ Thần, Trầm Cường và Trương Dương thì cùng nhau che chung một cái ô đi tới hàng ăn tên là Lẩu Bò Phúc Phượng ở bên đường, An Ngữ Thần dưới sự hộ tống của tài xế đi tới dưới hiên che mưa. Ông già tên là Phúc Bá trong quá khứ cũng là người trong giang hồ, có điều ông ta không có danh tiếng gì, sau khi rửa tay chậu vàng liều mở một quán ăn, tính ra cũng gần 20 năm rồi, buôn bán cũng rất tốt, nhưng lão đầu nhi này thủy chung không phát triển, nếu nói có biến hóa, vậy thì chỉ là từ một cái xe đẩy nhỏ tăng lên thành 6 cán bàn nhỏ. Trầm Cường cũng là khách quen ở đây, Phúc Bá nhìn thấy y liền cười ha ha, gật đầu nói, Trầm ra tới rồi. Phật tổ Trầm Cường cười nói, ruột bò, phổi bò, vai bò, mà vai bò phải đủ bột, dạ dày bò phải đủ dầu phúc bá cười nói trầm gia tôi đã bao giờ khiến ông phải thất vọng chưa trương dương và an ngữ thần ngồi cạnh trầm cường một lúc sau phúc bá đã bưng lẩu bò lên phật tổ trầm cường gắp một miếng ruột bò béo ngậy bỏ vào miệng khen đủ dầu béo lắm trương dương cười nói trầm gia ông cũng phải chú ý tới sức khỏe đó những thứ nhiều cholesterol như thế này nên ăn ít thôi trầm cường nói biết rằng những thứ này có hại nhưng không quản được cái miệng của mình Ta năm nay 64 tuổi rồi, thêm 6 năm nữa là đến tuổi thập cổ lai hy, cũng không cần phải để ý nhiều làm gì. Phúc bá hô to, trầm ra, tôi có rượu mật rắn tự ngâm đó, ông có muốn uống một chút không? Trầm cường lắc đầu nói, bỏ rồi. An ngữ thần nói, Phúc bá, cho cháu một chén. Trương Dương nói, cho cháu hai chai bia, lẩu bò ngấy quá, cháu muốn làm sạch ruột. Phúc bá mỉm cười mang một chén rượu mật rắn tới đặt trước mặt An ngữ thần, lại cầm cho Trương Dương hai chai bia, nói, béo vậy mới đủ vị. Trầm Cường nhìn hoàn cảnh xung quanh, không khỏi cảm thán, phúc ba, mấy chục năm rồi, vì sao vẫn ở cái địa phương này, ông chắc đã kiếm được không ít tiền, có thể mở một cửa hàng cho ra dáng cơ mà. Phúc bá nói, trầm ra, con người tôi nhãn quang không tốt, gan lại nhỏ, năm đó lúc lăn lộn trong giang hồ, ngay cả đao cũng không cầm được, cho nên chỉ có thể thật thả đi bán lẩu bò, làm ăn tôi cũng sợ mạo hiểm, cho nên chỉ làm thế này thôi. Thực khách xung quanh đại đa số đều là khách quen, nghe thấy Phúc Bá nói vậy đều mỉm cười đầy thiện ý. Trương Dương cũng không khỏi thầm tự cảm thán, người và người thật sự là khác nhau rất lớn, buôn bán đồng dạng có người có thể làm càng ngày càng lớn, cũng có một số người lại dậm chân tại chỗ không tiến tiếp, những chuyện như thế này trên quan trường cũng vậy, có một số người vào trong thể chế cả đời cũng chỉ có thể là một khoa viên nho nhỏ, mà có người thì lại lên như diều gặp gió. Hắn là một người thích mạo hiểm, hắn có đảm sắc, cũng có giá tâm, Trương Dương tin rằng mình tuyệt đối sẽ không chỉ dừng bước ở cấp khoa. Trương Dương uống một cốc bia, nói với Trầm Cường, Trầm ra, tôi nghe nói năm đó ông và An Lão ở trên đạo hương cảng rất huy phong. Trầm Cường cười ha ha, nói, nhiều năm rồi, 20 năm trước Lão Đại đã quyết định rửa tay lui khỏi giang hồ, những người như chúng ta sớm cũng sớm rời xa khỏi những ngày tháng đao quang huyết ảnh rồi. Phúc Bá nói, trầm ra, tôi vẫn còn nhớ, 30 năm trước nhắc tới người của tín nghĩa đường, người trong đạo có ai mà dám không nể mặt chứ. Tôi lúc đó một lòng muốn gia nhập tín nghĩa đường, để đi ra ngoài nói mình là người của tín nghĩa đường cho uy phong, sát khí. Trầm Cường lắc đầu, nói chuyện cũ năm xưa, hiện tại còn ai nhớ tới tín nghĩa đường nữa. Những người như chúng ta giờ đi đường còn phải chống gậy, ai còn cầm được đau nữa. Phúc Bá nói, cho dù tam hợp hội hiện tại cũng không uy phong được bằng tín nghĩa đường năm xưa. Nhớ tới những ngày tháng uy phong ngày xưa, Trầm Cường cũng không khỏi cảm thấy hoài niệm. 20 năm rồi, thoáng cái An Chí Viễn đã rửa tay chậu vàng được đúng 20 năm. Năm xưa lúc An Chí Viễn đưa ra quyết định này, Trầm Cường thực sự không hiểu được, cho nên y rời khỏi An Chí Viễn tự lập môn hộ, y cho rằng những người như bọn y sớm đã đóng dấu lên giang hồ rồi, cho dù là muốn tẩy đi cũng không tẩy được. An trí viễn rửa tay 20 năm, vào lúc ngay cả trầm cường đều cho rằng ông ta đã tẩy sạch, có chút lay động đối với quan điểm trong quá khứ của mình thì huyết án của An Gia đã chứng minh rằng y đã chính xác. Y ở trên giang hồ từng ấy năm, trải qua vô số sóng gió, hiện tại thực sự là cảm thấy mệt rồi, y cũng bắt đầu hiểu vì sao An Chí Viễn năm xưa kiên quyết muốn rời khỏi giang hồ như vậy. So với An Chí Viễn, Trầm Cường cảm thấy mình đã rất hạnh phúc rồi, ít nhất ở trong giang hồ lăn lộn nhiều năm như vậy, hiện giờ vẫn con cháu đầy nhà, còn có thể hành động tự nhiên, còn có thể thoải mái ngồi đây ăn lẩu bò, còn An Chí Viễn ngay cả vịt quay mà ông ta thích ăn nhất, cũng phải nhờ người khác đút cho ăn, còn tả thành năm xưa kề vai sát cánh với y, bởi vì phản bội lão đại, hiện giờ cả nhà đều bị lão tứ của An ra diệt sạch, nghĩ tới đây, trong lòng trầm cường không khỏi thổn thức, lập tức lại không muốn ăn nữa. An ngữ thần thì hứng thú chưa từng thấy, cô ta cùng Trương Dương nói với chuyện mở rộng và phát triển du lịch ở Giang Thành, Tiền của An gia đã chuyển qua rồi, hiện tại công trình chùa Nam Lâm tiến triển thuận lợi, nhà máy dệt dưới sự quay vần của Trương Dương cũng phối hợp nhiều hơn so với trước kia. Trầm Cường không nhịn được mà chen miệng vào, hiện tại rất nhiều người đều di dân sang Canada, nhưng đầu tư ở nội địa lại đột nhiên gia tăng, xem ra đều chuẩn bị cả hai tay. An Ngữ thần cười nói, "Trầm gia, ông nhiều tiền như vậy, giữ lại làm cái gì?" dứt khoát để trương dương giới thiệu cho ông một hạng mục đầu tư rồi tới nội địa đầu tư đi. trầm cường cười một tiếng nói ta già rồi tiền cũng kiếm đủ rồi không muốn dây dưa nữa. y tuy lớn tuổi nhưng đầu óc lại không hồ đồ việc đầu tư trắc trở của an gia tại nội địa y cũng nhìn thấy rồi ngay cả an gia còn phải trải qua nhiều trắc trở như vậy còn có một độ bị hoài nghi là rửa tiền đen trầm cường cũng tự biết lấy mình tiền của y đa số đều là tiền đen. Một đống tiền như vậy cho dù ông ta dám cầm đi đầu tư thì e rằng nội địa cũng chẳng có ai dám nhận. Trương Dương và An Ngữ Thần về tới An gia thì đã là 11 giờ tối, An lão đã đi nghỉ rồi, An Ngữ Thần bảo người thu xếp một gian phòng cho Trương Dương để hắn ở lại đây. Tuy là phòng cho khách, nhưng cũng có phòng tắm rửa vệ sinh riêng, thiết bị trong phòng so với khách sạn 5 sao cũng chẳng kém bao nhiêu. Trương Dương tắm rửa xong lại có người hầu đưa một bát cháo tới, Trương Dương uống xong nhìn thấy An Ngữ Thần cũng vừa tắm xong, đang từ tầng 3 đi xuống, An Ngữ Thần mặc quần áo thể thao màu trắng, xem ra là muốn ra ngoài luyện tập một chút. chương 183, Tân Sinh Đại Trương Dương hoàn toàn không biết gì về chuyện tạ Bách Xuyên đã chết, lúc này hắn và An Ngữ Thần đang ngồi đối mặt với nhau trong phòng thể dục của hào trạch của An gia. An Ngữ Thần mặc áo may ô màu trắng, quần sóc thể thao màu trắng, ngồi khoanh chân đối diện với Trương Dương, mỉm cười nói, anh cứ thoải mái hạ châm đi, tôi chịu được mà. Trương Dương cười nói, sẽ hơi đau một chút, có điều không đến nỗi nghiêm trọng như cô tưởng tượng đâu, tôi muốn dùng châm để dẫn nội tức mà cô đã tu luyện ra, mở rộng kinh mạch của cô, như vậy có thể ở trên một trình độ nhất định giảm nhẹ bệnh tình của cô, nhưng trình độ thác loạn của kinh mạch cô thì lại càng nặng thêm. An ngữ thần cười nói, được rồi, đừng thao thao bất việt nói mãi không xong nữa, tôi hiểu rồi, mau động thủ đi. Cô ta đã rất hờ hứng đối với chuyện sinh tử chỉ cần có thể giải trừ được đau khổ trước mắt, có thể sống thêm được ngày nào thì hay ngày nấy, còn ngày mai, còn hậu quả thì cô ta không nghĩ nhiều như vậy. Trương Dương lúc này mới gật gật đầu, mở hộp châm, lấy kim châm ra. Sau khi hơ trên lửa cồn để khử trùng, men theo thiếu trạch, tiền cốc, hậu khê, dương cốc, thần môn, thông lý, linh đạo trên cánh tay của an ngữ thần mà hạ châm, mục đích hạ châm chính là phong bế nội tức tiết ra ngoài, sau đó từ ẩn bạch, thái bạch, công tôn, nhiên cốc, thủy tuyền, thái khê, tam âm giao, lậu cốc, âm lang tuyền mà châm tới thái âm. Trên người an ngữ thần tổng cộng đi 108 châm, hành châm xong, trương dương đứng dậy, đứng sau lưng an ngữ thần, tiềm vận nội lực, một trường vỗ lên huyệt bạch hội ở trên đỉnh đầu của cô ta, một cỗ nội thức cường đại từ đỉnh đầu an ngữ thần rót vào cơ thể, bởi vì trước chuyện đã phong bế rất nhiều kinh mạch trên người an ngữ thần, nội lực rót vào cơ thể cô ta đột nhiên sộc vào đốc mạch, không có nhiều chỗ có thể phát tiết nội tức trong cơ thể An Ngữ Thần cũng bị nội lực của Trương Dương thúc đẩy, hợp lại một chỗ ở trong đốc mạch của cô ta, giống như hồng thủy trùng kích, kim châm đang phong bế huyệt đạo trong cơ thể của cô ta cũng bởi vì cảm nhận được áp lực cường đại này mà hơi hơi run rẩy. An Ngữ Thần cảm thấy giống như có một lưỡi dao sắc bén mổ thân thể của cô ta ra thành hai mảnh, cảm giác ở hai nửa cơ thể hoàn toàn khác nhau. Một bên thì giống như là băng thiên tuyết địa, lạnh tới thấu xương, một bên thì giống như mặt trời gay gắt giữa hè, nóng bức dị thường, nốc mạch của cô ta dưới loại cảm giác nóng lạnh trái ngược này tựa hồ như muốn rách ra. An ngữ thần lúc này mới hiểu vừa rồi Trương Dương vì sao lại giận đi giận lại, sự đau khổ trong quá trình hành châm thực sự là khó mà tưởng tượng được. Đúng vào lúc thân thể của cô ta dần dần tê đi đối với cảm giác đau đớn thì lòng bàn tay của Trương Dương rời khỏi huyệt bách hội của cô ta, nhanh chóng cầm kim chân đã được chuẩn bị trước ra, nhanh như điện xẹt cắm vào ba huyệt đạo trên đỉnh đầu của An Ngữ Thần phương pháp mà Trương Dương sử dụng là Kim Châm Thứ Huyệt chỗ bất đồng là đối tượng mà lúc trước hắn thi châm là mình lần này lại là An ngữ thần hắn muốn dùng phương pháp Kim Châm Thứ Huyệt kích phát tiềm lực trong thân thể của An ngữ thần khiến nội lực của cô ta trong khoảng thời gian ngắn gia tăng lên mấy lần như vậy có thể mở rộng kinh mạch của cô ta với hạn độ lớn nhất loại phương pháp này đối với An nữ thần có thương hại rất lớn nhưng trước mắt không có phương pháp nào tốt hơn có thể dùng được chỉ có thể áp dụng thủ pháp này để giải quyết khốn cảnh trước mặt của cô ta. An ngữ thần chỉ cảm thấy một cỗ khí thức cường đại từ trong đốc mạch bành trướng ra, thân thể của cô ta giống như là sắp nổ tung vậy, đau đớn khiến cô ta đột nhiên mở bừng mắt, Trương Dương không dám dừng tay dù chỉ một giây, ngón tay men theo đại truy, tuân đạo, thân trụ, trí dương, cân hoàn, trung su một đường điểm xuống, cỗ cảm giác muốn nổ tung trong cơ thể an ngữ thần không những không giảm bớt nửa phần, ngược lại còn gia tăng gấp bội, cô ta cảm thấy mình giống như một quả bóng ra được bơm đầy khí, tùy thời đều có thể nổ tung, trong con mắt đẹp đã lộ ra vẻ sợ hãi. Trương Dương chuyển tới phía trước người cô ta, nội lực ngưng tụ trên hữu trưởng, bốc một tiếng đánh lên đàn trung khí hải của cô ta, thân hình của An Ngữ thần chấn động kịch liệt, nội tức cường đại trong cơ thể tỏa ra kinh mạch toàn thân, bởi vì Trương Dương lúc trước đã phong bế nhiều huyệt đạo của cô ta, lại dùng phương pháp kim chân thứ huyệt khiến nội tức của cô ta tăng trưởng gấp bội, lại thêm ngoại lực rót vào, kinh mạch trong cơ thể an ngữ thần cuối cùng cũng không thể chịu nội áp lực của nội tức. Giống như Hoàng Hà vỡ đê, nội tức cuối cùng cũng ở trong đốc mạch tìm thấy một chỗ yếu nhất, liên tục không ngừng tràn ra, mục đích của Trương Dương chính là thúc sanh một con đường tuần hoàn mới trong cơ thể của an ngữ thần, loại phương pháp trị liệu này cực kỳ cường hành bá đạo, sự tổn thương đối với cơ thể cũng cực lớn. Sau khi nội tức trong cơ thể tìm thấy một đường phát tiết mới, an ngữ thần cảm thấy cả cơ thể dễ chịu hơn nhiều, mở mắt ra thì thấy trương dương đang nhắm mắt tay phải vẫn dí sát lên ngực của mình phản ứng đầu tiên của an ngữ thần là hắn đang phi lễ mình thằng nhóc này sờ không đúng chỗ rồi có điều cô ta đương nhiên biết rằng trương dương tuyệt không có ý đổ bất chính thế là mặt cô ta không khỏi đỏ bừng lên trương dương đúng vào lúc này lại mở bừng mắt thấy vẻ xấu hổ trên mặt an ngữ thần lập tức ý thức được gì đó vội vàng rụt tay khỏi ngực cô ta lại tốn một thời gian để rút kim châm cắm trên người an ngữ thần ra Trương Dương rõ ràng có chút thoát lực, đi lại cũng lộ ra vẻ thoát lực, đặt mông lên tấm thảm tập yoga cả nửa ngày không chịu ngồi dậy. An ngữ thần sau khi điều tức một lát thì đứng dậy còn trước cả Trương Dương, cô ta cảm thấy tinh lực giống như trong thoáng chốc đã quay về cơ thể, hoạt động cánh tay, làm hai động tác đá rồi cười nói, Trương Dương, anh lợi hại thật, châm tới là bệnh khỏi. Trương Dương hiểu khí vô lực hừ một tiếng, nói, không khoa trương như vậy đâu, chỉ là giảm bớt thôi, tôi ích, tôi vừa mệt vừa khát, cô nếu có lương tâm thì lấy nước cho tôi uống đi. An ngữ thần đưa cho Trương Dương cốc nước muối nhạt, thấy trên người hắn đã ướt đẫm mồ hôi, nước muối nhạt có thể giúp hắn bổ sung lượng muối trong cơ thể. Trương Dương uống hết cốc nước, ánh mắt lại rơi vào trước ngực An ngữ thần, An ngữ thần so với hắn còn toát nhiều mồ hôi hơn, áo may ô bó sát người bao bọc hai quả bóng căng phồng, lờ mờ có thể nhìn thấy hai đường viền. An ngữ thần từ trong ánh mắt của Trương Dương ý thức được gì đó, cúi đầu xuống, mặt đỏ bừng lên, Cô ta tuy rằng phóng khoáng tự nhiên, nhưng ở trước mặt Trương Dương cũng xấu hổ tới cực điểm. Cô ta bước ra khỏi phòng thể dục, nói: "Tôi đi tắm rửa đây, anh cũng đi thay quần áo đi." Trương Dương cười cười, hắn cũng không có ý đồ gì với An Nữ Thần, hơn nữa mình cũng không phải là cố ý nhìn cô ta, loại xuân sắc ngẫu nhiên lộ ra này, phàm là nam nhân bình thường đều sẽ nhìn thêm một cái, có điều mình là sư phụ của người ta mà, đạo lý phi lễ chớ nhìn cũng không hiểu, quả thật là có chút không đủ hậu đạo mưa rơi cả một đêm vẫn chưa tạnh, An Chí Viễn vẫn bảo trì tư thế ngồi quen thuộc ở sân phơi, bộ dạng của ông ta giống như là đang đợi gì đó. An Ngữ Thần sau khi tắm rửa xong liền tới bên cạnh ông nội, hôn lên mặt ông mình một cái, nói ông nội, cháu khỏe rồi. An Chí Viễn cười cười, người hầu cầm điện thoại tới, An Ngữ Thần cầm điện lên, khi cô ta nghe thấy lời của đối phương, đôi mắt đẹp không khỏi trợn trừng lên, tràn đầy vẻ kinh hãi, nói ông nội, là kiến lương tự sát rồi. An Chí Viễn nhíu mày, ánh mắt của ông ta vẫn phẳng lặng như giếng nước, nói khẽ đi xem, chấm xem. Có chuyện gì? An Ngữ Thần gọi Trương Dương cùng đi tới tổng bộ công ty nằm ở Trung Hoàn, La Kiến Lương là kế toán trưởng của Thế kỷ An Thái, gã sau khi hết giờ làm không lâu liền từ cửa sổ phòng làm việc nhảy xuống, một người thành niên từ tầng 11 nhảy xuống, kết quả thế nào thì không cần nghĩ cũng biết. Khi An Ngữ Thần và Trương Dương tới hiện trường thì cảnh sát đã mang thi thể đi, hiện trường được răng dây cảnh giới, không ít phóng viên vây ở đó. Lúc An Ngữ Thần và Trương Dương muốn bước vào tòa nhà, bị các phóng viên phát hiện, mấy chục phóng viên đều ùa lên, trường thương đoản giáo nhắm chuẩn vào vị đại tiểu thư của An ra này. An tiểu thư, xin hỏi cô có cái nhìn gì về sự kiện La Kiến Lương tự sát? An tiểu thư, theo chúng tôi được biết, nguyên lão tạ Bách Xuyên của công ty thể kỷ An Thái sáng nay đã bị giết, xin hỏi hai chuyện này có liên hệ gì với nhau không? An tiểu thư, có người nói chuyện này có liên quan tới cửu sát của xã hội đen, xin hỏi cô có thể phát biểu một chút không? An ngữ thần đeo kinh dâm không nói câu nào, Trương Dương giúp cô ta đẩy những phóng viên ở đằng trước, bởi vì hiện trường quá chen chúc nên đã có chút hỗn loạn, bảo vệ của tòa nhà cũng tới giúp đỡ duy trì trật tự. Trong đám người đột nhiên truyền tới một tiếng hét to, có người bị đẩy ngã, giọng nói này đối với người khác thì không tính là gì, nhưng đối với Trương Dương mà nói thì giống như là xét đánh giữa trời quang, hắn đột một quay người lại, nhìn thấy một cô gái mặt váy xám ngã ở đó, cô ta có chút đau đớn ngẩng đầu lên. Khi ánh mắt của cô ta và ánh mắt của Trương Dương gặp nhau, cả người ngây như phóng ra đó, lập tức, trong con mắt sáng trong dâng lên ánh lệ lóng lánh. chương 184, em là tình nhân của anh. Hiện trường lập tức trở nên trầm mặc im lặng tới mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Một lát sau, Lý Vĩ Tín, một trong những thành viên của hội đồng quản trị nói, An Lão, có thể là ông lâu rồi chưa tới công ty, lần trước lúc ông ủy nhiệm cho An Đức Hằng đảm nhiệm chức chủ tịch, đã giao cho anh tay 21% cổ phần, về sau anh ta thông qua con đường nào đó mà mua được một số, hiện tại cổ phần mà anh ta có chắc khoảng 33%, An Lão, ông không có quyền bãi miễn chủ tịch hiện nhiệm. An Chí Viễn nhìn về phía Lưu Quốc Văn, Lưu Quốc Văn phát một tập giấy tờ cho mọi người, mời mọi người đọc, đây là giấy thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần mà tạ ra vừa mới ký, cũng chính là nói, sau khi thành viên hội đồng quản trị tập đoàn tạ Bách Xuyên từ trần, người kế thừa của ông ấy đã đem 5% cổ phần mà người ấy được thừa hưởng chuyển nhượng cho người ủy thác của tôi. Như vậy người ủy thác của tôi có 35% cổ phần của tập đoàn, cũng chính là nói an lão tiên sinh có quyền cổ phần khống chế tuyệt đối của tập đoàn. Một hòn đá làm giấy lên ngọn sóng cao ngập trời, hiện trường của hội đồng quản trị lập tức ồn ào, ai cũng nhìn ra rằng đây là trận đại chiến nhắm vào quyền khống chế công ty của hai cha con rõ ràng An Chí Viễn trong trận chiến này đã đi một nước cờ rất cao, nắm được ưu thế tuyệt đối. An Chí Viễn mỉm cười nhìn mọi người, nói, mọi người còn có ý kiến gì nữa không? Lý Vĩ Tín xòe hai tay ra, nói chuyện của An ra các người mà, nói thế nào thì làm thế nấy đi. Ông ta là lão nhân của công ty, gan tất nhiên là lớn hơn so với những người khác. Nghe thấy câu này, trong ánh mắt của An Đạt Văn đang đứng sau An Chí Viễn lóe lên một tia sát cơ băng lãnh. An Chí viễn cười nhạt, nói, không có ý kiến thì quyết định như vậy đi. Ông ta nghỉ ngơi một lát rồi nói, tôi hiện giờ tuổi tác lớn rồi, thân thể lại không khỏe, vị trí chủ tịch này tôi hữu tâm vô lực. Ông ta đưa tay ra, một tay nắm tay An Đạt Văn, một tay nắm tay An Ngữ Thần, nói, mấy đứa con của tôi đứa chết đứa đi xa, may mà cháu trai cháu gái của tôi đều lớn rồi, bọn nó cũng tới lúc phải gánh vác một mặt, tôi quyết định giao sự nghiệp cho chúng quản lý ông ta dùng sức nắm chặt tay đứa cháu trai, tôi quyết định để cháu trai An Đạt Phân của tôi từ ngày hôm nay đảm nhiệm chức chủ tịch của Thế kỷ An Thái, nắm quyền quyết sách của công ty, cháu gái An Ngữ Thần của tôi tiến vào hội đồng quản trị, phụ trách tất cả đầu tư của Thế kỷ An Thái ở Đại Lục. Lời này vừa được nói ra, tất cả mọi người đều kinh hãi, An Ngữ Thần phụ trách nghiệp vụ ở Đại Lục thì cũng không sao, dẫu sao thì cô ta đã công tác thực tiễn không ngừng trong công ty, cũng đại biểu cho công ty ra mặt giải quyết không ít vấn đề nhưng An Đạt Văn chẳng qua chỉ là một thanh niên 17 tuổi, xem ra cũng chỉ là một học sinh cao trung, e rằng ngay cả cửa trường đại học còn chưa được bước vào, một thằng nhóc miệng còn hôi sữa như vậy không ngờ lại đảm nhiệm chức chủ tịch của một tập đoàn lớn như vậy. An Chí Viễn phải chăng là già quá nên hồ đồ mất rồi. Lý Vĩ Tín nói, An Lão, ngài tuy là đại cổ đông của công ty, nhưng chuyện lựa chọn chủ tịch cũng không thể quá gấp rút, huống chi chúng tôi còn chưa biết gì về cháu trai của ngài. Nắm trong tay một công ty tập đoàn không phải là trò đùa. Sắc mặt của An Chí Viễn đột nhiên biến thành lạnh lùng, ông là đang hoài nghi ánh mắt của tôi ư? Không phải. Vậy thì được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành rồi. Ông ta nhìn sang An Đạt Văn, nói, bắt đầu từ hôm nay, nơi này giao cho cháu. An Chí Viễn vẫy vẫy tay, hạ bá liền đẩy ông ta ra khỏi phòng họp. Sau khi An Chí Viễn đi, các thành viên của hội đồng quản trị tập đoàn lại rơi vào tình trạng thì thầm nói chuyện riêng. An Đạt Văn hai tay nắm chặt chiếc ghế thuộc về mình, ngón tay gỗ gõ gõ lên ghế một cách có tiết tấu, sau đó mỉm cười, nói, mọi người không quen thuộc đối với tôi, cho nên tôi trước tiên xin tự giới thiệu một chút để mọi người được rõ. Tôi tên là An Đạt Văn, cha là An Đức Nguyên, ông nội là An Chí Viễn. 20 năm trước, ông nội tôi và cha tôi đã đoạt tuyệt quan hệ cha con, cho nên tôi một mực ở Đài Loan với cha tôi, rất ít có cơ hội tiếp xúc với các vị. Tháng trước, ông nội tôi và cha tôi vứt bỏ hiềm khích, khôi phục lại quan hệ cha con, cũng chính là nói, tôi trở lại An Gia, danh chính ngôn thuận trở về An Gia, tôi là con cháu của An Gia. Hắn rất lễ phép nói với An Ngữ Thần, chị, chị có ý kiến gì không? An Ngữ Thần mỉm cười, đương nhiên là không có ý kiến. An Đạt Phan nói, tôi biết các vị thành viên của hội đồng quan trị đang có mặt ở đây ngoài mặt thì tiếp nhận quyết định của ông nội tôi, nhưng trong lòng thì rất không đồng ý, mọi người cho rằng tôi còn trẻ tuổi, tôi không có bản sự để quản lý một công ty lớn như thế này. Đây là bởi vì mọi người chưa biết gì về tôi thôi, cho nên tôi cũng không trách mọi người. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, tiểu học trung học tôi đều học tại Đài Loan, năm 15 tuổi thì thi vào Đại học Pennsylvania nước Mỹ, năm 17 tuổi giành được học vị học sĩ ngành kinh tế học, năm 18 tuổi thì có học vị thạch sĩ ngành quản lý kinh tế. Trước khi tới Hương Cảng, tôi đã từng đảm nhiệm công tác trợ lý chủ tịch tập đoàn tài chính Hồ Los Angeles trong một năm, bọn họ dùng tiền lương cao để giữ tôi lại, muốn tôi làm giám đốc bộ phận thị trường nhưng bị tôi cự tuyệt, bởi vì tôi muốn về nhà. An gia cần tôi, tôi phải trở về để chấn hương sinh ý của gia đình mình. Hai mắt hắn sáng lấp lánh, trong ánh mắt tràn ngập vẻ tự tin, khiến mỗi một người có mặt ở đây quên bẵng đi tuổi tác của hắn, quên đi hắn chỉ là một thiếu niên 19 tuổi. An đạt văn kéo ghế, sau đó chậm rãi ngồi xuống, tôi đã dám ngồi trên cái ghế này thì tự có năng lực ngồi lên nó, tôi có lòng tin quản lý tốt thế kỷ an thái, các vị đều là lão thần tử của thế kỷ an thái, có thể nói là càng vất vả công lao càng lớn, nhưng các vị đừng quên mất một sự thực rằng an ra chúng tôi nắm cổ phần lớn nhất của thế kỷ an thái. Người chân chính có quyền lên tiếng là ai? Thế kỷ an thái phát triển như ngày hôm nay, là ai đã bỏ ra nỗ lực lớn nhất? Tôi mặc kệ trước đây các vị đã từng làm gì, tôi chỉ muốn nhìn thấy hiện tại và tương lai, chỉ cần là người ủng hộ An gia chúng tôi, muốn đồng tâm hiệp lực giúp An gia chúng tôi vượt qua khó khăn, tôi hoan nghênh cả hai tay, nếu như mang ý đổ bất lương, hoặc là mất đi lòng tin với An gia chúng tôi, hiện tại các vị có thể đi, tôi đảm bảo sẽ không làm khó các vị, nhưng trước khi đi, xin ký vào giấy thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần, để cổ phần của Thế Kỷ An thái lại. Về phương diện giá tiền các vị sẽ được trả cao hơn thị trường một thành. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn chầm chầm vào Lý Vĩ Tín. Lý Vĩ Tín cắn chặt môi, cuối cùng vẫn đứng dậy, nói tôi ký. An Đạt Văn gật đầu, ông có thể tìm luật sư Lưu Quốc Văn để làm thủ tục. An Ngữ Thần nhìn về phía đứa em với ánh mắt tràn ngập niềm vui và bất ngờ, không ngờ nhà chú Tư lại có một đứa con trai xuất sắc như vậy. Cô ta tuy vẫn chưa hiểu rõ về An Đạt Văn, nhưng từ biểu hiện trước mắt có thể thấy An Đạt Văn tuyệt đối xứng đáng là thiếu niên lão thành, ông nội chọn hắn làm trưởng môn nhân tương lai của An Gia, tuyệt đối không phải là xung động nhất thời. Trương Dương đang chơi game đánh bài trong phòng làm việc của An Ngữ Thần cũng chú ý tới sự xuất hiện của An Chí Viễn, hắn đứng dậy bước ra ngoài, An Chí Viễn cũng nhìn thấy Trương Dương, mỉm cười gật đầu nói, về nhà rồi nói chuyện. Câu nói lưu loát của An Chí Viễn khiến Trương Dương đần thối cả mặt, đứng chết xứng ra ở đó, khi hắn ý thức được bộ dạng già cả như sắp xuống lỗ, nói năng thì thều thào thều thào của An Chí Viễn trước đây đều là ngụy trang thì An Chí Viễn đã tiến vào thang máy với sự giúp đỡ của hạ bá rồi. Lại đợi thêm khoảng 20 phút nữa thì cuộc họp hội đồng quản trị mới kết thúc, An Ngữ Thần bước ra khỏi phòng họp trước tiên, trên mặt cô ta mang theo nụ cười vui mừng, quay về phòng làm việc, cô ta tuyển bố một tin tức tốt cho Trương Dương với vẻ thần bí. Thế kỷ An Thái trên thực tế được chia ra làm hai bộ phận, đầu tư ở Đại Lục là một bộ phận, nhiệm vụ ở hương cảng và hải ngoại là một bộ phận khác, nghiệp vụ ở đại lục do cô ta phụ trách còn tất cả những nghiệp vụ khác thì do An Đạt Văn phụ trách. Trương Dương nghe An Ngữ Thần nói xong, một lúc sau mới hiểu rõ được chân tướng của chuyện này, tuy đã hiểu rõ là có chuyện gì đã xảy ra, song vẫn cảm thấy tất cả đều quá đối khó bề tưởng tượng. Tất cả những gì đã phát sinh ngày hôm nay rõ ràng là An Chí Viễn chủ mưu đã rất lâu rồi, cũng chính là nói trước đây ông ta chỉ là giả vờ tâm cơ của an lão gia tử không phải là thâm trầm một cách bình thường an đức hằng vừa rời khỏi hương cảng thì ông ta đã sách động một hành động kinh thiên động địa trương dương đột nhiên nhớ tới câu nói mà lúc trước an lão gia tử đã nói với mình thời cơ thì ra ông ta là đang một mực đợi chờ thời cơ an ngữ thần nói như chút được gánh nặng tôi dẫu sao cũng không thể nào quản được quá nhiều chuyện như vậy có a văn tôi sau này có thể thoải mái hưởng thụ nhân sinh rồi chương 185, gây chuyện ở Hồng Kông. Hai người sau bao nhiêu lâu mưa oi gặp lại tự nhiên là có nhiều lời chi tâm muốn nói, nhưng Trương Dương suy đoán thì Hải Lan sở dĩ lựa chọn ly khai là bởi vì nàng sợ hứa thường đức hạ thủ đối với hắn. Nói tới chuyện cũ, đôi mắt Hải Lan không khỏi dưng dưng, nàng run run nói, Trương Dương, ta là một nữ nhân không đáng để người yêu. Lúc trước cai cha ta bị bệnh nặng cần một món tiền lớn để thay thật, mà ta thì không thể nào chi trả nổi món tiền ấy, đúng lúc đó thì hứa thường đức xuất hiện giúp ta ban đầu ta rất cảm kích hắn nhưng ta rất nhanh hiểu ra rằng trên đời này bất luận cái gì cũng phải có hồi báo hắn đôi môi hải lan run rẩy trương dương ôm chặt thân thể mềm mại ôn nhu của nàng vào lòng nói không cần phải nói ta hiểu hải lan ôm lấy trương dương khóc nức nở lên hắn là một tên ác ma hắn khống chế nhất cử nhất động của ta ta sợ hắn cho nên ta mới trốn tới xuân dương ở đó ta gặp ngươi ta vốn tưởng rằng chuyện tình cảm của mình vĩnh viễn sẽ rơi vào cục diện đáng buồn như thế, thế nhưng lúc gặp ngươi, ta mới hiểu ta không thể khống chế được lý trí của mình, không thể khống chế được tình cảm của mình, ta không muốn bởi vì ta mà ảnh hưởng tới sự nghiệp của ngươi, cho nên ta tới Đông Giang, nhưng ta vẫn không thể quên ngươi, Hải Lan nức nở. Trương Dương ôn nhu vuốt ve nái tóc nàng, khi áp nàng bình ổn lại tâm tình. Hải Lan lại nói tiếp, sự tình phát sinh ở Đông Giang là do hắn bày ra, hắn không dễ dàng tha thứ cho ta vì đã phản bội hắn lúc cãi nhau hắn đẩy ta ngã đập đầu vào cạnh bàn lúc tỉnh lại ta đã thấy mình nằm trong bệnh viện hải lan nắm chặt tay trương dương nói ta sợ ngươi lúc biết chuyện này sẽ mất lý trí tìm tới hắn báo thù cho nên ta mới giả như mất trí nhớ ta hiểu hải lan đem toàn bộ bí mật trong lòng nói ra xua tan đi đám mây đen vẫn bao phủ lòng nàng bấy lâu nay nàng ngẩng đầu trong đôi mắt đẹp đã rưng rưng nước mắt hiện tại ngươi còn yêu ta sao Trương Dương trịnh trọng gật đầu, ta so với lúc trước càng yêu ngươi hơn. Trương Dương. Tổ Trầm Cường vứt tờ báo lên trên bàn, hắn tràn ngập nghi vấn hỏi An Chí Viễn, vì sao? An Chí Viễn nhìn lướt qua bài báo, tựa đề báo viết là thượng tầng lãnh đạo tập đoàn An Thái nhảy lầu tự tử, lần này là Lý Vĩ Tín, hắn cũng là một nguyên lão của tập đoàn, ngày hôm qua mới ký tên chuyển nhượng cổ phần, thật không ngờ mới sáng hôm nay lại đã tự tử. An Chí Viễn đạm nhiên cười nói, trùng hợp thật a. À xem ra công ty hỏng mất thôi. Trầm Cường tức giận, trung hợp, từ hôm đó tới hôm nay đã chết bao nhiêu người, quan hệ bọn họ với người trả nhẽ cần ta phải nói nữa sao. Lão đại, sự tình trùng hợp trên đời này nhiều lắm, người cũng vừa vặn mới khỏi bệnh khôi phục lại đó. Đại ca, ta theo người đã 20 năm, người muốn làm điều gì, ta ít nhiều cũng có thể đoán được một chút đó. Nhãn thần an trí viễn không một chút dao động phải, vậy ngươi nói hiện tại ta đang muốn làm cái gì? Trầm Cường nói, hai tên ngu ngốc kia đã bị ngươi mua rồi. Một ngàn vạn mua Chu Hưng Vũ, một nghìn vạn mua Lão Tứ. Trên giang hồ, kẻ có thể trơ mặt trước số tiền ấy không nhiều lắm. Hắn vừa nói vừa nhìn An Chí Viễn. An Chí Viễn cười nói, A Cường, người hoài nghi, kẻ mua chuộc là ta. Thực sự là kỳ lại, trong thiên hạ có kẻ làm cha nào dùng tiền mua con trai mình? Một nghìn vạn là một con số không khỏi, thế nhưng nó đối với Chu Hưng Vĩ mà nói chẳng ít cũng chẳng nhiều cho dù có người chém bay đầu hắn thì cũng không có vấn đề gì, chỉ cần lão tứ đứng yên ở Đài Loan, đương nhiên sẽ không có việc gì. Có người dùng việc này tạo ra chút phong thanh, mà Chu Vũ Hưng lại có hành động khiến cho tất cả mọi người nghĩ rằng hắn muốn giết lão tứ, mà hiện nay thế cục hiện nay thì chắc chắn không ai cho rằng lão tứ có thể tới Hồng Kông. An Chí Viễn không nói gì, nhấc chén trà trên bàn uống một ngụm. Tổ Trầm Cường than thở, ta cư nhiên lại tin ngươi nói, tới tìm Chu Hưng Vũ đàm phán. An Chí Viễn thấp giọng nói, "Quá khứ tất cả mọi người đều cho rằng, trong người theo ta, lão tạ là người thông minh nhất, nhưng ta thấy ngươi là người luôn không bao giờ nói, nhưng lại suy nghĩ và thu vén mọi việc chu toàn, ngươi mới là người xuất sắc nhất trong đó." Trần Cường cười khổ, "Ta vẫn đều thua kém ngươi. Lão đại, ngươi nghĩ gì, ngươi muốn làm cái gì đều không dễ để người khác đoán được." An Chí Viễn nói, "Người như ta lại bị kẻ khác khiến cho nhà tan cửa nát, kẻ đầu bạc phải tiến kẻ đầu xanh." khẩu khí này thực sự là ta nuốt không trôi. Ta biết, ngươi hoài nghi Đức Hằng, thế nhưng ta không thể tưởng tượng nổi từ lúc đó tới nay là ngươi ngụy trang. An Chí Viễn nói, đã trải qua tràng huyết tẩy ấy, ta còn có thể tin tưởng ai? Cả ta sao? An Chí Viễn im lặng không phủ nhận, sau đó hắn thấp giọng nói, mọi việc đều có nguyên nhân sai hả nó, hơn nửa năm nay, ta vẫn quan sát nhất cử nhất động của mọi người xung quanh. Nhân sự của An gia thực sự là quá yếu rồi đời này sai lầm lớn nhất của ta chính là nuôi nấng tên xài lang kia nói ra những lời này trong mắt lão bắn ra những đạo hàn quang khiến người khác phải lạnh gáy tổ trầm cường nói người đã thừa nhận rồi an chí viễn mỉm cười nói ta thừa nhận cái gì a à cường người không hiểu đâu tin tưởng ta sao an chí viễn nhìn về phía mặt trời đang lên đằng đông nhẹ giọng nói hoàn hảo thế giới này ta vẫn còn vài ba bằng hữu đáng tin cậy Trầm cường lộ ra một vẻ mỉm cười hiểu ý, kỳ thực, ta cũng đã muốn rút khỏi giang hồ. Hắn đứng lên cười nói, ta suýt nữa thì quên, ngày hôm nay đáp ứng đứa cháu, đưa nó đi mua đồ chơi. An Chí Viễn mỉm cười nói, trên đời này hạnh phúc nhất là tình cảm gia đình, người đã sớm hiểu điều đó. Chu Hưng vũ tự mình đưa An Đức Uyên lên bến tàu, hai nhân vật hiền hách của hắc đạo này bắt tay nhau, Chu Vũ Hưng nói, mong muốn rằng Hồng Kông từ nay về sau sẽ không trông thấy ngươi. An đức huyên hơi kéo chiếc kính dâm xuống một chút ánh mắt lạnh lẽo nhìn chu hưng vũ ta vốn tưởng sau chuyện này chúng ta có thể thành bằng hữu chu hưng vũ lắc đầu nói vĩnh viễn chúng ta không thể trở thành bằng hữu một núi không thể có hai hổ. ngươi muốn báo thù ta sẽ giải quyết giúp ngươi nhưng nếu ngươi muốn đạp lên danh giới ta sẽ không bỏ qua cho ngươi An đức huyên dùng tay đẩy cái kính dâm lại như cũ nói kháo có lầm không a à, ta cũng là người hồng công a à. Chu Vũ Hưng cười nói, nói cho người biết, cơm hồng công ăn cũng không ngon đâu. Ăn Đức Huyên ngửa mặt lên trời cười ha hả, tiếng cười mãi sau mới dứt cũng tốt, ở Đài Loan lâu quá nên quen mất rồi. Ha ha, lúc nào rảnh rỗi tới Đài Loan, ta cho người biết thế nào là người đẹp như Tây Thi. Cảm tạ, ăn Đức Huyên cười rồi bước lên thuyền, hắn quay người lại. Bàn tay khép lại hướng Chu Vũ Hưng làm ra động tác như người nổ súng. Chu Vũ Hưng nhếch miệng cười, đi tốt a. Nhìn khả năng ứng phó tình hình của An Lão không chỉ có tổ trầm cường bội phục mà ngay cả Trương Dương cũng vật. Hắn lần này tới An ra chủ yếu là hướng An Lão xin cáo từ, bệnh tình của An ngữ thần tạm thời đã khống chế xong. Sự tình An ra mấy ngày nay cứ liên tiếp, hắn cũng không muốn ở lại khiến cho nhà người ta thêm phiền phức. Đương nhiên lần này trần mạch cho An Lão ra tử, thần y có thể chữa được bách bệnh, nhưng bệnh giải dạ yếu của tự nhiên thì không thần y nào có thể chống lại được. Từ mạch tượng của An Lão, hắn cảm thấy được thời gian của An Lão không còn nhiều lắm. An Chí Viễn nhìn nhắc mặt trầm tư của Trương Dương cũng ý thức được điều gì đó, mỉm cười nói có phải đại hạn sắp tới không? Trương Dương cười nói, An Lão là người rộng rãi, còn có cái gì không bỏ được chứ? An Chí Viễn lắc đầu nói, chờ tới lúc ngươi đến cái tuổi này, ngươi sẽ phát hiện cái gì là không thể bỏ được. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 185